Xong chưa? Lấy bà máy vậy? Có lấy không? Bà dùng hay là con? Bé đỡ chưa không biết. Nên chuyển qua hậu rồi. Tại vì luôn hai bạn là cứ thấy theo không ăn đỡ gì kìa. Bà vui, bà nhẹ nhàng lắm, bà ngọt lắm. Lúc muốn nói nhẹ nhàng lắm. Dáng nó đẹp này, da trắng đẹp mà tự nhiên chưa qua chỉnh sửa. Có giường mà ta mà không có người liền. Ngày nay cũng đông người phụ, chiều nên đông khách nè, đông người thì sáng không có không sáng chứ thương mình đó. Giờ là không biết mình ngồi chiều về nằm đây chị ngủ được xí nha. Tắt máy cho chị ngủ hay ra à? Mà đang vậy thấy hồi nãy điện thoại chị lại tắt chung rồi. Hai đứa muốn bấm, hai đứa muốn thấy chị ngủ tắt rồi. Ngủ ngon luôn á, không biết gì luôn á, ngủ nhanh dã man. Không mệt, chị bị mệt do bữa qua làm mệt quá kìa. Về còn đi chơi rồi, về còn con cái đủ kiểu, sáng dậy sớm đưa đi học nữa. Em làm tóc á, làm nghề tóc á, còn ông nội đây nè. Em làm tới 12 giờ đêm về, nằm xuống làm thẳng giấc luôn. Hồi xưa vậy làm nữa. Cực lắm mà đâu được ngầu như mình đâu, đứng biết có kim già rồi mà quay lấy ra. Vừa rồi đổ 5 hộp kim già rồi, 10 hộp. Chị tưởng mòn nãy giờ 7 phút rồi. Mình đi nhìn nhiều.
sushi rồi ngon. Lâu lâu đi ăn hả? Kìa. Mà có cái tháng thì ăn mấy đứa đi ăn. Thích ăn mấy nào? Lấy bắn vào chơi hay là cần thế em à, bắn luôn à.
Gracias.